lại là Đình Vân, cửa hàng Thế giới Máy. Xin chào bà con. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới bà con dòng sản phẩm máy khoan đất hiệu Oshima 2PS là dòng máy khoan đất cầm tay có công suất lớn nhất của dòng Oshima hiện nay. Với bà con cùng nhìn thấy, đây là bộ máy của dòng Oshima 2PS. Máy được thiết kế như thế này. Rất là hầm hố bà con. Rất là nhìn rất là to. Đấy. Bộ khung tay cầm rất là chắc chắn, Máy được thiết kế hai cần ga và bên trên cần ga có công tắc. Thiết kế hai cần ga này dùng để cho phục vụ cho hai người cùng sử dụng. Đấy. Bên trên là mâm khởi động. Mâm khởi động của dòng máy Oshima IPS này có gắn trợ lực nên khi khởi động rất là nhẹ nhàng. Đấy. Và hệ thống bình xăng cũng được thiết kế rất là khá lớn, có dung tích lên đến 1,2 lít, đảm bảo cho bà con sử dụng tối đa công suất của nó trong vòng từ 45 đến 1 giờ đồng hồ. Và hệ thống lọc gió được thiết kế bên hông. Đấy bà con, và bên dưới đây là bình xăng con. Dòng máy này có có núm để bơm bình xăng con nằm ở bên hông đây bà con khác với các dòng máy như bằng dòng máy cắt cỏ thì với dòng máy khoan đất 2 PS này bô lửa được đặt ở phía trước khi mà sử dụng thì bô lửa sẽ khói sẽ bay về phía trước sẽ không làm nóng chúng ta và với cái quả hộp số này làm rất là khá là to gắn liền với bộ khung nhé bà con đấy bộ số thì có gắn một hộp ô bạc đạn vòng bi bằng của nhật ở bên dưới này, đảm bảo vào... Dựa uh, cho cái uh, trục quay nó rất là tốt, rất là bền bỉ. Với thiết kế của động cơ là động cơ hai thì, có đường kính piston 48 mm và dung tích xi lanh là 68 cc, quá là lớn phải không bà con? Với dòng máy uh, khoan đất Oshima 2PS này, bà con có thể sử dụng được cho tất cả các mũi khoan từ mũi khoan có đường kính 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 và 300 ml rất là ok. Với uh, mũi khoan 300 thì bà con uh, nên sử dụng cho hai người mang lại công suất tối đa. Và cùng chỉ cho bà con khi sử dụng máy uh, khoan đất Oxima 2P, 2PS này cho mũi khoan đường kính 300 trên diện tích đất có nhiều đá và rễ cây quá cứng thì bà con nên uh, sử dụng một mũi khoan nhỏ để mồi lổ sẽ mang lại cái hiệu quả công công việc tối đa cho bà con mà sẽ rất là khỏe và đặc biệt những vị trí đất cứng thì phải sử dụng hai người máy đã thiết kế công suất rất là lớn đảm bảo cho hai người cùng làm việc và với những gì quan trọng của máy mình đã giới thiệu cho bà con được biết đi kèm theo máy thì không thiếu các phụ kiện của máy có một túi đựng đồ phụ kiện như tiếp tháo dùm mở rồi các lục giác để tháo lắp máy 468. Kèm theo một uh, catalog hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, mọi thông số kỹ thuật thì đều được ghi rõ trong sách này. Bà con có thể về mở ra xem. Và kèm theo một bình phát chế nhiên liệu và một cái hiểu để chế chế nhiên liệu. Đấy. và bây giờ mình sẽ lắp mũi khoan đường kính 300 vào và test nổ con máy này cho bà con cùng xem. Mời bà con. Đi kèm với mũi khoan luôn luôn có một cái chốt chúng ta sẽ đưa mũi khoan vào chốt của hộp số sau đấy thì mình sẽ gài chốt này vào đấy khi đã gài chốt vào mình sẽ khóa mũi khoan bằng cái khóa gài này bà con ok sau đấy mình sẽ tiến hành khởi động máy cho bà con xem nhé bà con đây với dòng máy Oshima 2PS này gồm có hai cần tay ga và hai nút khởi động tắt máy Bà con lưu ý khi trước khi khởi động cần phải mở on hai nút uh, công tắc ở trên uh, cần ga đấy sau đó mình sẽ giật uh, khởi động cho bà con xem giật khởi động một hai cái cho máy chớm nổ sau đó mở e gió giật một cái là máy sẽ nổ cần khởi động này có thiết kế mâm khởi động có gắn trợ lực đúng cũng rất là nhẹ. Ok, bà con à, bây giờ mình sẽ mở e nhỏ. Đấy, khi đã máy đã nổ rồi thì mỗi lúc mà uh, diệt lại thì rất là nhẹ và chỉ một cái thì là máy sẽ nổ. Bà con lưu ý bật công tắc. Bà con, bà con nghe tiếng nổ của máy như thế nào? Quá là hoành trắng giống như dòng gà lá ăn nhau từ tiếng gáy nghe tiếng nồi là cảm giác thấy công suất của máy là quá lớn rồi vừa rồi mình đã hướng dẫn và giới thiệu và test con máy con đất hiệu Oshima 2PS cho bà con xem bà con muốn tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm hãy liên hệ đến số điện thoại nằm ở góc trái màn hình hoặc là đến tại cửa hàng để được hướng dẫn và tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm bà con đừng quên Nhấn đăng ký kênh và ấn nút like để theo dõi những video tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu cho bà con rất nhiều dòng sản phẩm hữu ích cho bà con tại cửa hàng Thế Giới Máy của mình. Xin chào, hẹn gặp lại bà con.